được chưa? Đây là trâu của hai nhà, nhà mình và một nhà một anh ạ. Hôm nay trời rất là nắng. Đây là cách chè lạt. Này, hai cái giấy đây mang đi bố cho mày xếp dần vào. Buộc để vào gốc nào để con biết? Này, gốc dưới đấy cũng được. Nào. Lấy cái sẻng khác về khác làm, khác ăn khác làm nó nhanh. Còn sẻng khác nữa. Cái kia đâu? Vậy vẫn còn đóng vào được chứ. Đóng được không? Không được. Đấy thì vào đây mẹ đi miệng là được. Đã sục xong. Thế là đóng cũng là bao xong. Bây giờ che mưa che nước đi vào ruộng được. Một căn bếp nho nhỏ và một cái vườn xi xinh. Đây, một cái bếp rất là hay. Ê. Ê. Đấy, có con chim bay đi rồi. Đây, đặt dòng uống.